Hôm nay mình quay lại cho các bạn xem cái lúa mẹ với hành mình trồng đây. Mình trồng một lúa như thế này cỡ vậy. Trong cái lúa này mình trồng mẹ hành với lại một ít rau cần tây. Vậy mình ăn cái phần lá là cắt một nửa phần gốc đi, cắt từ khoảng ví dụ tới đây đi, tới đây mình chừa khúc gốc như vậy đó, gốc đó là rồi sau đó mình gắm xuống mình trồng thời gian xong cái nó sẽ lên lại như thế này, rồi sau đó mình cứ vậy mình cắt cắt này ăn, cắt khúc này mình ăn đây, cắt khúc này để cho mình ăn rồi sẽ ra tiếp lại nữa. Và lúc xưa mình trồng bằng củ hành tím đó thì nó trồng ăn chừng 1-2 lần sau cái cuối cùng nó rụi đi, mình không cắt nữa, ăn tức tước lá mình bực mình quá. Thì có một cái chị bạn chỉ mình trồng bằng cách này thì ăn được hoài, ăn được lâu, chỉ cần cắt xong cái mình lâu lâu mình bỏ ít bánh dầu miễn, bánh dầu đậu phộng á cho nó tốt. Đây đó, đây là cái lúa mà mình trồng thường xuyên để dành để cắt ăn, hai vợ chồng hai đứa con nó như vậy ăn đủ rồi. Cái này cái con đang tốt lên mà không tốt thì tốt, mà cái lá nó tốt thì đó đúng không đó. Còn cái đây là hẹ này, hẹ nè, các bạn nhìn cái gốc không, cái gốc này, cái này chắc thiếu mình sẽ cắt ăn, cắt ăn được rồi vậy mình không cắt nó sẽ rụi, nó vàng, nó cuối cùng nó là bông nữa, nó màu vàng dễ rụi. Như đây là mình cắt nấu canh hoặc là mình canh mà con nít bé nhà mình thích ăn canh này lắm. Canh này là nấu với lại tẩu trắng, tẩu non với lại ít thịt lạnh. Xào với giá bí quyết trợ cái món này ông xã mình thích cực kỳ luôn, thấy không? Tốt ghê chưa, mà mình ăn lâu lắm luôn rồi đó mà vẫn tốt lại chứ. Trồng hẹ mình đỡ phải chăm, chỉ có thời gian mình lâu lâu mình cỏ mọc lên cho mình nhổ cỏ, những cỏ này là mình nhổ bớt đi nè. Cái giáp cá này mình cứ lúc đầu mình xin được ít giống mình về mình trồng, mình trồng sau cái mình cứ nó lên miết mình cứ cắt nhổ riết mà nó cũng vẫn còn lên đây, nó lên đây nè. Như này là mới nhổ ngày hôm qua rồi đó, mà những cây này còn sót lại. Đây nè, còn sót cái ớt này nè, ớt kìa, bánh dầu Mỹ, bánh dầu đậu phộng, xưa dừa đặt lên trên giữ ẩm cho đất. Nghe nè, hẹ mới đầu có mấy bụi thôi nhưng mà từ từ nó nở ra giống như bụi lúa vậy đó. Cỡ này là mình cắt ăn được rồi, không cắt ăn á là những lá này nè, lá vàng này bắt đầu nó vàng nhiều nữa đó, nó úng trên lá vàng trên đọt ngọn, mình không ăn ngon mà nên cắt lúc non nó cũng sẽ ngon hơn, mà đừng non quá cũng sẽ ra nhánh yếu. Như đây là cái bữa hành đang ngày hôm qua mình cắt này, hôm qua mình mới cắt được này đó, sáng ngày hôm qua ngày hôm nay mình cũng một cái đây là bữa hành ngày hôm qua này. Chỉ cần như đây thôi mà mình cứ cái ăn hoài, mình không phải mua hành ngoài chợ nữa. Ở nhà các bạn cũng bắt chước như thế đó, mình mua hành hương ngoài chợ, mình không mua hành mà còn rễ cắt ăn xong mình ra mình trồng. Đây thích không? Cái nhỏ cỏ này, mấy cái cỏ này mọc lên hoài rồi, cỏ này nó giống y như lá hẹ đấy, các bạn nhìn thấy tưởng là hẹ đúng không?
nó mọc chung vô trong đây nè, mình không thấy, mình tưởng nó hẹ rồi giờ mình cắt ra. Đây có thì nhà nhìn chung thì ai nghĩ nó là cỏ, nhìn kỹ lắm mới thấy nó là cỏ, thấy không, nhổ đi. Nhưng mà cái này phải nhổ gốc cái này vài bữa nó lên để lại cái cỏ này mọc mạnh lắm. Nói chung là mình thích ăn ăn cái gì thì mình trồng đó. Nhà thích ăn hẹ, mấy đứa nhỏ thích ăn hẹ, mình trồng hẹ cho mấy nhỏ ăn. Nhưng mà có ăn hoài ở phải chăm, đúng không? Để lần sau mình sẽ quay cho các bạn mấy video clip với mấy đũa rau mình tự mình trồng nữa, rau sạch ăn tại nhà. Cũng may mắn là Sudan City nó cũng cho cư dân được một thời gian để mình trồng rau thử nghiệm, vừa có rau sạch ăn và vừa thử nghiệm trồng các loại rau mình yêu thích, những mình đam mê trồng gì thì mình trồng đó. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn sẽ có một cái luống hành hẹ và lại cần thật là tốt để dành ăn trong gia đình mình nha. Khỏi phải mua rau ngoài chợ đỡ bị sợ là mua thuốc trừ sâu rồi không đảm bảo sức khỏe cho mình. Rồi các bạn nhé.